Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và đăng xe kênh Tư Phát Triển. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, viên lại giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đĩa bằng đờ lông, với model của nó là DCD 735. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1998, nó sở hữu xe ngang của nó 43,5 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 28 cm. À, nó nặng là 3,8 kg. Và mặt phanh nhôm được sơn màu đen. Đấy, dòng đời mới thiết kế cửa đĩa ở giữa, mắt đọc của Sony 23, dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Chip giải mã của chiếc đồ này thì dùng hai con chip giải mã PCM61P, cho ra chất âm là 20 bit, rất là chi tiết, sạch sẽ và trong sáng. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để bác xem. Và ngoại hình của chiếc đồ này thì mặt tiền của nó khá là đẹp nhé. Khá đẹp. Thì đây nó có một cái vết xước rất là nhỏ ở đây thôi ạ. Đây, rất là nhỏ này. Đây, vết nhỏ này. Đấy, và đây nữa một chút nữa. Đấy. Rất là đẹp. Đây phần trên. Ở cạnh trên thì có những cái vết xước mờ. Xước mờ. Nắp lưng khá là đẹp nhé. Nắp lưng khá là đẹp. Đấy. Đây có vết xước này. Đây ạ. Model của nó DCD 735, điện điện của nó 100V, công suất là 9W, CD máy của nó 8111500538, được sản xuất tại Nhật Bản. Và dây nguồn số 8 rồi. À, có một đường analog ra trên đường mạ vàng, một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Đấy. Thì phần lắp lưng này đây có một cái vết xước hơi lõm nhẹ đây. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc này thì còn rất là mới rồi. Máy móc thì zin nguyên bản, bắt đầu cũng zin cho máy luôn. Đấy. Và chiếc giải mã đây. Đây là hai con chiếc giải mã PCM61P. Đây, một con hai con đây. Đấy, tụ lọc của Ella, đây này bên đây. Đấy. Bắt đọc thì bắt đọc của Sony 23 đây. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần ban đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này thì đã được bác khách ở Hà Nội đã chuẩn bị được mua và với giá là 1,6 triệu đồng rồi. Hôm nay thì em vệ sinh xong cũng làm video test trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết, cũng như em là làm chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong khúc từ 690.000 đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Đầu đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một cái CD phôi Volo sao chép lòng xanh để cho bác được thưởng thức một CD của Trường Vũ. Đầu thì bắt đọc đời này thì nó hơi chậm một chút. Sau khi nhận bài rồi các bác chuyển bài rất là nhanh, một chút hợp tác có thấy ngay điều đó ngay. Dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu, đội ông bắt bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Ôi
qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn nên trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi, đau nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Hẹn hò thuở
nọ giờ tách bên nào xa, về ngang qua phố cũ nhạc lòng theo gió mưa, khi mình đứng đợi trong đầu suy hiên xưa, về ngang qua trường cũ bóng rừng thèm vu vơ trải mê ai chia nợ đến bao giờ thôi chua. Em xin phép được dừng video test ở đây, thì ở trước đầu này em đã bán rồi. Bên em thì còn nhiều đầu CD khác trong phân khúc từ 800 ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Hoặc là mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 23269 em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau ạ.